Hello anh em, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh video Quang Thái Gia Lai. Hôm nay Quang Thái giới thiệu với anh em một con máy xịt rửa đất tông nha anh em. Có chỉnh áp nha anh em. Đấy, nó cái mẹ của nó là 2800A anh em, 2800W anh em ha. Và có chỉnh áp nó là tối thiểu là 53 cho tới 150A nha anh em. Rất mạnh anh em ha. Cái này máy này dài 12m anh em. Và cái áp nó tối đa tới 150A luôn anh em, mạnh khiếp lên lắm anh em. Đấy, này hàng công ty, hàng đất tông chính hãng nha anh em, bảo hành 6 tháng anh em ha. Đấy thì hôm nay thì Quang Thái cũng test ra cho khách anh em, test một con máy để khách xem rồi giao khách luôn anh em. Đấy, mùa bây giờ ở Gia Lai thì mùa mưa đến rồi anh em, thì có một con máy xịt rửa ở nhà cũng rất là tiện anh em. Mình xịt rửa sân nè, sân hè hoặc là xe rồi anh em, rửa xe máy, xe ô tô của mình rồi đó, thì nó rất là tiện anh em ha. Thì con máy này rất là tiện ích anh em, và rất là mạnh nghe anh em. Đấy, khách xịt thử anh em, máy xịt rất là mạnh anh em. Mình có thể tăng áp, giảm áp được nha anh em. Mình muốn tưới lan thì mình xịt những cái không cần mạnh lắm thì mình giảm xuống. Và mình muốn xịt đất hay là những cái gì mạnh á thì mình tăng áp lên anh em, rất tiện nha anh em. Đấy, khách xịt thử đó anh em. Thì cách lắp đặt cũng dở lắm anh em ơi. Thì cũng có nhiều clip của Quang Thái hướng dẫn cách lắp đặt rồi anh em. Đấy, áp rất là mạnh anh em, 153 anh em. Đấy, rồi kết thúc video, xin chào anh em nhé, hẹn gặp lại anh em trong những clip gần nhất. Tạm biệt anh em, bye bye.